Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngắn ngày 1 tháng 1 năm 2023 của Vatican News tiếng Việt. Kính thưa quý vị, như Vatican News tiếng Việt đã đưa tin, ngày hôm qua 31 tháng 12 năm 2022, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức đã qua đời vào lúc 9 giờ 34 phút giờ Roma tại Đan Viện Mater Ecclesiae bên trong nội thành Vatican. Và ngày hôm nay 1 tháng 1 năm 2023, di hài của Ngài vẫn đang đặt tại Đan Viện Mater Ecclesiae. Và bắt đầu từ ngày mai 2 tháng 1 cho tới ngày 4 tháng 1 năm 2023, di hài của Ngài sẽ được đặt tại Đền thờ Thánh Phêrô để cho tất cả các tín hữu có thể đến kính viếng và cầu nguyện cho Ngài. Đền thờ Thánh Phêrô là nơi phía sau của tôi đây. Và vào ngày 5 tháng 1, vào lúc 9 giờ 30 giờ Roma, tức 15 giờ 30 giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ an táng cho Đức Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ này. Quý vị có thể theo dõi tại YouTube của Vatican News tiếng Việt. Và thưa quý vị có thể thấy ở bên tay phải màn hình của quý vị, nơi các giàn ráo đang được lắp dựng. Nơi đây sẽ là nơi các hãng tin trên thế giới làm việc để đưa những thông tin mới nhất về lễ tang của Đức Biển Đức đến toàn thể quý vị trên thế giới. Và ngoài ra thì quý vị có thể nhìn thấy khách hành hương nhiều hơn. Đây là cơ hội để quý khách hành hương đến chào tạm biệt vị giáo hoàng kính yêu lần cuối cùng. Và thưa quý vị, nếu quý vị muốn theo dõi những thông tin mới nhất, cập nhật nhanh nhất về lễ tang cũng như các thông tin khác của Vatican News tiếng Việt, quý vị có thể theo dõi Vatican News tiếng Việt trên Facebook, trên YouTube, trên website. Xin tiếp tục theo dõi Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị.